Chào bạn, tôi là Trang KTT. Tận cùng trong tiềm thức của mỗi người là vô lượng minh triết, vô lượng quyền năng, cung cấp tất cả những gì mà chúng ta mong muốn. Quy luật tâm thức chính là quy luật của niềm tin. Nếu bạn muốn thay đổi ngoại cảnh, bạn cần phải thay đổi nguyên nhân gây ra chúng. Đó chính là thế giới bên trong, là thế giới nội tâm của bạn. Khi tiềm thức chấp nhận một ý niệm nào đó, nó sẽ bắt đầu thực hiện ý niệm đó, bất kể đó là tốt hay xấu. Tiềm thức kết nối với tất cả các quy luật của tự nhiên để đạt được điều đó. Vì vậy, bạn hãy giữ cho ý thức của mình tràn ngập những điều tốt đẹp và tiềm thức sẽ mô phỏng chính xác những gì mà bạn đang tập trung nghĩ đến. Những khẳng định trong video này chứa đựng sức mạnh vô cùng lớn, giúp bạn nâng cao tần số rung động của mình. Khi tần số của bạn tăng cao, bạn sẽ chuyển đến không gian cao hơn, không gian của sự bình an, hạnh phúc, tiền bạc, giàu có, thịnh vượng, dư giả. Hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Bây giờ, bạn hãy thả lỏng tâm trí để cơ thể của bạn thư giãn, thoải mái. Bạn hãy tập trung lắng nghe mỗi khẳng định và cảm nhận năng lượng bên trong của bạn đang tăng dần lên, hòa hợp với năng lượng giàu có và đủ đầy thịnh vượng của vũ trụ. Chúng ta cùng bắt đầu. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức.
vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc.
tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi.
năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày.
tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc.
tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút
về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi.
tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục.
Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác.
Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi
đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực
và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có
đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực.
tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn.
quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc.
tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục
và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục.
Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Vũ trụ trợ lực cho tôi. Tiềm thức đang dẫn dắt tôi đến với sự giàu có trọn vẹn. Tôi biết ơn vũ trụ. Tôi biết ơn tiềm thức. Tôi cảm nhận nhiều dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Năng lượng của thịnh vượng giàu có đang bao quanh tôi. Tôi là yêu thương. Tôi là hạnh phúc. Tôi là biết ơn. Tôi là may mắn. Tôi là tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mà tôi muốn. Quý nhân xuất hiện giúp đỡ tôi. Các cơ hội phát tài liên tục đến với tôi. Khách hàng liên tục đến mua hàng của tôi. May mắn liên tục đến với tôi. Tiền liên tục và dồi dào chảy về phía tôi. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp. Tôi dùng tiền để báo hiếu cha mẹ. Tôi dùng tiền để trao giá trị. Tôi dùng tiền để giúp đỡ người khác. Tôi dùng tiền để học tập phát triển bản thân. Tôi dùng tiền để thực hiện những ước mơ của mình. Tôi luôn rõ ràng về mục tiêu tiền bạc. Tôi dễ dàng đạt được ước mơ của mình. Tôi nỗ lực và hành động mạnh mẽ. Tôi làm chủ cảm xúc của mình. Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đón nhận những bài học để lớn hơn mỗi ngày. Tôi luôn tập trung tâm trí của mình vào những điều tích cực. Tôi luôn tập trung tâm trí vào sự giàu có và thành công. Tôi đang rung động ở tần số giàu có. Tôi đang rung động ở tần số thịnh vượng. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều tiền bạc. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều cơ hội. Tôi thu hút về phía mình rất nhiều của cải. Các dòng tiền lớn đang chảy mạnh về phía tôi. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi mạnh mẽ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngay lập tức. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn.